Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay ở thời điểm cuối tháng 10 năm 2023 thì em sẽ xin phép làm video giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Avanza. Thời điểm này thì Avanza sau một thời gian khan xe do ký kết hợp đồng với MyLink về cung cấp xe cho hãng taxi MyLink, nguồn cung giảm thì cái chính sách ưu đãi nó cũng ít hơn. Và sau thời gian cung cấp gần đủ số lượng xe cho tập đoàn MyLink thì bên em giờ nguồn cung đã đầy đủ rồi và cũng có rất nhiều chính sách ưu đãi cho anh chị, và thời điểm hiện tại nó cũng gần như là thời điểm tốt nhất của Avanza so với thời điểm 3 đến 4 tháng gần đây. Avanza thì có hai phiên bản và đều được lắp ráp nguyên lắp ráp tại Việt Nam và đang được nằm trong danh sách là được giảm thuế trước bạ từ nhà nước. Và thời điểm hiện tại thì có hai phiên bản, là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Thì phiên bản lần lượt như sau: phiên bản số sàn có giá niêm yết là 558 triệu, và hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 18 triệu tiền mặt, và ngoài ra tặng cho anh chị một gói phụ kiện chính hãng Toyota và thêm một năm bảo hiểm thân vỏ gói vàng của Toyota nữa, với rất nhiều ưu đãi đặc quyền cho khách hàng dùng bảo hiểm của Toyota. Phiên bản số sàn thì với ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 572 triệu là lăn bánh được rồi. Và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì vui lòng chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 140 là sẽ 130 thôi. Khoảng 130 đến 140 là mang xe về nhà rồi. Phiên bản thứ 2 là phiên bản trước mắt chúng tôi đây, phiên bản số tự động thì có giá niêm yết là 598 triệu và hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 28 triệu tiền mặt. Ngoài ra cũng tặng cho anh chị một năm bảo hiểm Toyota gói vàng và gói phụ kiện chính hãng. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị lăn bánh chỉ cần chuẩn bị số tiền khoảng 605 triệu thôi. Và ngay tháng vừa rồi thì để mua chiếc xe Avanza số tự động thì anh chị chuẩn bị số tiền khoảng tầm 615 triệu lăn được bánh, và còn chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ cơ. Và bây giờ là 605 triệu đã bảo hiểm 1 năm bảo hiểm thân vỏ gói vàng với rất nhiều cái đặc quyền riêng của khách hàng mua bảo hiểm Toyota. Thì nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 150 triệu cho phiên bản số tự động này là anh chị mang xe về rồi. Còn nếu anh chị nào có muốn tư vấn sâu hơn về cái tài chính, có thể là trả ít hơn hoặc là thời gian bao lâu, thì vui lòng liên hệ giúp em sẽ tư vấn cho anh chị cụ thể hơn về trả góp cũng như các vấn đề khác của xe. Thì vừa rồi thì em cũng đã cung cấp giá bán cho anh chị về xe Avanza thời điểm cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Thì em cũng sau khi giới thiệu giá thì em cũng giới thiệu cho anh chị về chi tiết hơn cho dòng xe Avanza này. Đối với anh chị lần đầu tìm hiểu thì Avanza phiên bản số sàn và số tự động thì các cái option cũng đa số là giống nhau, nó chỉ khác nhau một vài cái điểm như hộp số này và cái cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Còn lại thì cũng đa số rất là giống nhau, từ ngoại thất thì anh chị thấy đều có đèn full LED là đèn chiếc khoang, đều có đèn sương mù thì sẽ là dạng halogen, la răng thì đều là dạng phai xước. Gương cũng có là cụp mở gương tự động như nhau rồi, không bị giống như ngày xưa là phiên bản số sàn với cả số tự động trông rất là khác nhau. Tuy nhiên là phiên bản giờ cũng giống nhau rồi. Còn phần đuôi xe thì xe sẽ được sử dụng là cụm đèn full LED, có hai cảm biến sau cũng như là có cái mức tiêu thụ nhiên liệu cho dòng xe số tự động là chỉ 5,8 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Và chiếc xe này là một chiếc xe bên em đã hoàn thiện cái phụ kiện để chuẩn bị giao cho khách, từ dàn kính này rồi bọc ghế cũng như là trang bị camera như là bơm lốp cho khách hàng. Thì cái phiên bản xe Avanza bây giờ có cái màn hình rất là lớn. Phần nội thất như em cũng giới thiệu, ghế zin của xe ra ghế nỉ, tuy nhiên là bộ này thì bên em đã bọc ghế lại cho khách hàng. Gương có gương tự động này, có chống trơn trượt, có khay để cốc. Bên này thì cũng có rất nhiều nút bấm, từ nghe gọi rồi các chế độ âm thanh khác nhau, điều khiển màn hình đa thông tin, màn hình đa thông tin rất là lớn đó, rất nhiều chức năng, có cả Apple CarPlay và Android Auto. Xe thì sử dụng là điều hòa một vùng, có hai dàn, không có cái điều hòa tự động nhưng mà có chế độ Mark Cool rất là tiện. Anh chị lên xe bật Mark Cool lên cái là xe sẽ mở
làm sao làm mát nhanh nhất cho cái hàng ghế của tất cả hàng ghế của xe. Và chiếc xe Avanza này thì cũng không có nhiều option trong xe để giới thiệu cho anh chị. Sau túi khí rồi các tính năng an toàn thì đầy đủ, từ chống bó cứng phanh rồi phân phối lực phanh điện tử các thứ đều đủ hết. Nhưng mà để ngồi ở trong khoang lái để giới thiệu cho anh chị về các cái option trong xe thì nó không quá nhiều. Tuy nhiên thì em có một vài điều muốn nhấn mạnh cho anh chị là với cái mức giá khoảng 600 triệu cho dòng xe 7 chỗ gầm cao lăn bánh đấy, khoảng 600 triệu cả bảo hiểm thân vỏ, thì một chiếc xe này là chiếc xe quá thực dụng rồi. Anh chị mua đi gia đình hay là anh chị mua để chạy dịch vụ thì đều được hết, bởi vì là cái tối ưu về cái sử dụng của xe, công năng sử dụng của xe từ 7 chỗ ngồi này, ngồi cả ba hàng ghế đều rộng rãi, từ các cái option cơ bản như đều có đèn tự động rồi la răng dạng phay xước này, rồi quan trọng nhất vẫn là cái bộ máy và khung gầm của xe, cái cộng với hộp số CVT vô cấp, thì cái xe này sử dụng một chiếc xe chỉ khoảng dưới 6 lít trên 100 cây mà chở được 7 người, tầm tài chính khoảng 600 triệu thì nó là một chiếc xe quá hợp lý rồi. Nếu anh chị nào mà lấy xe số sàn thì còn rẻ hơn được khoảng tầm 3 đến 40 triệu nữa. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Avanza, cũng như giới thiệu cho anh chị một chút về nội ngoại thất của dòng xe này. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về dòng xe Toyota Avanza thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.